Yeah.
thường ơi, mình mới chỉnh sửa lại mọi người ơi. Đó là cái này á, các bạn đừng nên mang hai cái trên, mang cái này nè, này mạnh nhất nè mọi người, phù hợp với chóc. Mình test mạnh nhất rồi đó. Cảm ơn mọi người xem video.